Nồng hậu.
phía đông phải không? Phải tuyệt đối giữ bí mật nha. Nếu địch chưa phát hiện ra được cửa hầm thì chưa được đánh. Anh Bảy, chú Hai đã lệnh cho mấy anh phải rút ngay xuống địa đạo. Tình hình tiến quân của địch ra sao thì phải báo cáo ngay về cho chỉ huy sở biết. Tuyệt đối giữ bí mật, không được nổ súng khi chưa có lệnh. Đã đắp hầm lại. Các tổ chuẩn bị đầy đủ lương thực và đạn dược cho chu đáo để chúng ta có thể trụ được lâu dài. Tòa đại sứ chúng tôi nhắc nhở văn phòng tổng thống phải theo dõi tình hình của hành quân RAS của Liên quân Việt Mỹ ở tại Củ Chi. Nếu có điều gì cần phải trình lên để mà đối phó cho kịp. Dạ, chúng tôi nghe rõ và sẽ đi ngay cho Bộ Tư lệnh Hành quân. Dạ. Xin trình lên tổng thống, cuộc hành quân RAS đã bắt đầu. Các mũi đột kích tiến quân đều không gặp đối phương, chưa gặp một ổ đề kháng nào của Việt Cộng. Sao? Chưa gặp một sự kháng cự nào của đối phương à? Ông phải hết sức đề phòng hiểm kế của Việt Cộng đó. Để nắm chắc thắng lợi, tổng thống cho gọi ông về gấp để tường trình về diễn biến của cuộc hành quân. Có tin gì đặc biệt ở Củ Chi báo cho tôi biết sớm. Có. Còn tình hình chiến dịch hiện nay ra sao? Xin chứng tướng về chiến trường về trình bày cho rõ. Dạ, xin mời. Xin phép để tôi được trình bày chi tiết hơn. Qua 24 giờ mở chiến dịch, Liên quân Việt Mỹ đã làm chủ được mặt đất. Chúng ta đã khám phá được một hầm vũ khí, nhưng chúng ta đang đánh vào một mặt trận vô hình. Khi mặt trời lặn, chúng ta phải cụm lại vì chiến lũy của Việt Cộng là những đường hầm dài hàng trăm km, có nhiều tầng nằm sâu dưới lòng đất. Việt Cộng chuẩn bị lâu dài về mọi mặt như vũ khí, lương thực, nước uống, đồ y tế. Có những đường hầm chui qua cả lòng sông. Vì thế chúng ta đến tận miệng hầm mà phải chịu bó tay. Chúng tôi rất kính trọng những người đang trực tiếp chiến đấu ngoài mặt trận. Nhưng điều đó không có nghĩa là khi có khẩu súng trong tay, họ muốn bắn vào đâu thì bắn. Cuộc hành quân RAS phải thực hiện tất cả mục tiêu đã đề ra. Nếu thiếu, chúng ta sẽ điều thêm lực lượng. Nếu cần tăng cường hoặc thay đổi bộ chỉ huy, chúng ta cũng sẵn sàng làm việc đó. Tóm lại, bất kỳ tình hình chiến sự xảy ra như thế nào, cuộc hành quân RAS cũng phải thắng. Thank you.
biết là chúng ta phải tập trung lữ đoàn giã chiến vào chỗ này. Bởi vì tất cả các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa đã tập trung hỏa lực tại nơi này, chúng ta cần phải hủy diệt. Phải hủy diệt mọi đề kháng của bọn Việt Cộng tại Củ Chi. Chúng ta cần phải tiêu diệt, đánh đoàn tiêu diệt. Các ông nghe rõ chưa nào? Xin các vị hãy nhớ cho, chúng ta đang ở trung tâm căn cứ Củ Chi của Việt Cộng. Vùng này xưa nay được gọi là vùng đất thép. Với hệ thống địa đạo đủ sức tồn tại ngay sát nách Sài Gòn hàng chục năm nay, cho nên đánh ồ ạt sẽ không hiệu quả gì, mà phải đánh chắc, đánh dứt gọn từ điểm một, lại phải đánh nhiều ngày kết hợp với bao. Các vị có ý kiến gì không? Xin chủ tướng yên tâm, lực lượng cảnh sát gia chiến đã khóa chặt mọi ngõ ra vào vùng này, đã đến lúc phải cho ba cẩn thực thi công vụ. Dạ dạ. Tôi Ba Cận đây, tôi Ba Cận đây, đã từng giàu sinh ra tử với các bạn. Các bạn hãy nghe tôi nói, hãy quay súng trở về với chính nghĩa quốc gia. Nói đi. Chính nghĩa quốc gia luôn mở rộng cửa để chờ đón các bạn. Các bạn có nghe tôi nói không? Hãy quay súng trở về với chính nghĩa quốc gia. Các bạn đang bị bao vây, các bạn đang bị bao vây. Liên quân diệt Mỹ sẵn sàng mở đường cho các bạn trở về với vợ con, gia đình. Đừng hy sinh uổng phí cuộc đời mình cho một cuộc chiến đấu vô vọng. Các bạn có nghe tôi nói không? Hãy quay súng trở về với chính nghĩa quốc gia. Chính nghĩa quốc gia luôn mở rộng cửa để chờ đón các bạn. Các bạn có nghe tôi nói không? Có nghe tôi nói không? Tôi Ba Cận đây, tôi Ba Cận đây. Hãy nghe tôi, quay súng trở về với chính nghĩa quốc gia. Bộ Tư lệnh khen ngợi chiến công các đồng chí biệt động Sài Gòn. Giờ đồng chí tìm đường về báo để đồng chí Tư Chung biết tình hình. Chú Hai, thằng Ba Cẩn gọi loa chưa hồi. Nó đang ở đâu vậy? Nó ngồi trên trực thăng nói xuống. Chú cho con đi đánh nó nghe. Không được, cháu đang bệnh. Giả lại cháu sắp phải ra Bắc học rồi. Không, cháu hết bệnh rồi, cho cháu đi. Không được đâu, chú lệnh cho cháu phải ở nhà. Còn việc này đã giao cho người khác rồi. Chú Hai, cháu đi nghe chú. Đi ra ngoài đó coi sao vậy báo cho chú biết nha. Dạ. Chú Hai ơi, chú thương mình sao? Hãy bình tĩnh, nghe chú. Tôi Ba Cận đây, các bạn có nghe tôi nói không? Tôi Ba Cận đây, các bạn hãy nghe tôi. Hãy quay súng trở về với chính nghĩa quốc gia. Chính nghĩa quốc gia đang mở rộng cửa để chờ đón các bạn. Gia đình và vợ con đang mong chờ sự trở về của các bạn. Các bạn có nghe tôi nói không? Hãy quay súng trở về với chính nghĩa quốc gia. Hãy quay súng trở về với chính nghĩa quốc gia. Hãy trở về với chính nghĩa quốc gia. Tướng Westmoreland ra lệnh chấm dứt ngay cuộc hành quân Rush và nên tổ chức ngay cuộc họp báo về chiến thắng của liên quân Việt Mỹ, nghe không? Sắp sửa rút quân. Bộ Tư lệnh ra lệnh tiến công vào các đơn vị xe tăng thiết giáp của chúng, nghe rõ chưa?
Chúng đánh lớn khắp nơi, vậy ta tính sao anh? Không có lo gì. Cái lo nhất là làm sao khi chúng ngủ trên chiến thắng là ta đánh luôn, mà ta đánh tổng lực, không như trước nay ta vẫn làm. Vậy thì hay quá, chúng tôi đang mong. Nhiệm vụ của cậu là phải kiểm tra những kho vũ khí hiện có ở trong thành phố, tìm cách đưa một khối lượng lớn vũ khí vào thành phố, chuẩn bị các cơ sở ếm quân và các lực lượng quần chúng cách mạng, các phong trào đấu tranh chính trị. Hát Ba cho biết thằng Song nghi ngờ hãng Sơn Đông Á, cậu phải có kế hoạch để đối phó đó. Còn việc Ngọc Lan sao anh? Nguyện vọng thiết tha của Ngọc Lan là muốn ở lại nội đô một thời gian nữa để khuây khỏa chuyện riêng của mình, rồi sau đó sẽ chấp hành lệnh ra bắt báo cáo. Đề nghị cho Ngọc Lan về sớm để tôi đưa về tổ của các chính. Bây giờ tôi nhắc lại công việc trước mắt, phải củng cố lại vững chắc vị trí công khai của F8 và Z20, tận dụng các mối quan hệ với những nhân vật có tai mắt của chúng, tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch. Địa điểm nhận vũ khí cách Sài Gòn 250 cây số, tùy cậu chọn. Dạ, tôi sẽ báo cáo sau. Ba Cẩn đã trở thành một tên chỉ điểm có hại cho cách mạng, cậu lập phương án rồi cho biết sớm. Dạ. Gần ngày sinh nhật của anh mà vợ chồng tôi không có mặt, thật đáng tiếc. Có chút quà. Cảm ơn anh. Mời anh ngồi. Cảm ơn. Bà ấy nhắc hoài về sự giúp đỡ của hãng Sơn Đông Á với vợ chồng tôi. Anh khỏi phải nói. Sở dĩ hãng Sơn Đông Á được như hôm nay cũng là nhờ một phần ở anh đấy. Nếu không có anh thì vợ chồng chúng tôi đâu được như ngày hôm nay. Vợ chồng Tướng Liên mời bọn tôi lên Đà Lạt chơi và kết hợp với công việc ở trên đó. Như vậy là bồ coi trọng công chuyện hơn ngày vui của tôi rồi đó. Anh thông cảm. Có thêm được bông mai nữa hay không là nhờ ở ổng và cả anh nữa đó. À, cảm ơn anh. Họ đến kìa. Anh đóng kịch khá lắm. Ông bà đi Đà Lạt đó hả? Chào phó nha, tụi tôi cũng đi Đà Lạt đây, có công chuyện gấp mà xe lại hư. Xui quá trời. Xin lỗi. Hư gì vậy ông Sơn? Đã kiếm ra đâu khi đi biểu mấy thằng coi lại rồi. Mà như vậy có chết người ta không chứ? Chuyện gì vậy? Thưa chủng tướng, bạn tôi bị hỏng xe. Ai? Dạ ông bà Hoàng Sơn. Hoàng Sơn à? Dạ. Chủ hả? Dạ. Ta xuống chút đi anh. Đám này làm ăn coi bộ khá lắm đó. Trung Quý khen mở cửa xe. Xin giới thiệu với chuẩn tướng, đây là ông bà Hoàng Sơn. Chào ông ạ. Xin lỗi. Chào bà. Rất hân hạnh ạ. Xin giới thiệu với ông bà Hoàng Sơn, đây là chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Liên, tổng giám đốc nha cảnh sát quốc gia, và đây là bà Sáu, phu nhân của chuẩn tướng. Ông bà lên Đà Lạt nghỉ có lâu không? Thưa bà, chúng tôi đâu có cái diễn phúc đó. Công việc của chúng tôi vất vả lắm ạ. Tiếng là có mấy ngàn ecta thông ở trển,
mà chúng tôi chưa bao giờ có thì giờ để tận hưởng những gì mà thiên nhiên dành riêng cho Đà Lạt. Ủa, thật vậy sao? Dạ. Thưa bà, đúng như vậy. Hãng chúng tôi sản xuất chủ yếu bằng nguyên liệu nhựa thông. Vì vậy, phải có đồn điền. Nhưng quản lý cái đồn điền này mệt quá. Sao vậy? Dùng giáp ranh mà chị. Tụi nó ở trển ngán mấy ông VC này quá trời. Em đã biểu nhà em xem có ông lớn nào xài nổi. Mình nhượng quách đi cho rồi. Lời thì lời thiệt, nhưng sức không kham nổi. Kham sao được? Đã kiếm được ai chưa? Dạ chưa. Em bàn vậy, nhưng nhà em chưa chịu. Đàn ông họ tính toán chắc chắn lắm, chứ không phải như chị em mình, ít thích thì làm đại. Nhưng em chịu hết nổi rồi chị ơi. Tháng nào cũng phải đi Đà Lạt một hai lần, mà xe pháo thì vậy đó. Thôi khỏi lo đi, đám VC trên đó mà ăn nhầm gì. Nè anh Sáu nè. Chị vậy? Ta mời ông bà Hoàng Sơn lên xe mình đi cho lẹ. Biểu một đứa ở lại coi xe, tới Đà Lạt cho tụi nó về sửa rồi đưa lên sau cũng được. Nếu không có gì bất tiện, xin mời ông bà lên xe chúng tôi. Sao em? Em đồng ý, nhưng phải có điều kiện. Trời, đã quá gian lại có điều kiện hả? Anh phải cho em đi xe chung với chị Sáu kìa. Được thôi. Chào đại tá. Mời ngồi. Trời biết, cuộc hành quân lớn của Liên quân Việt Mỹ đã thu được thắng lợi. Đơn vị của ông đã bắt được hàng trăm người và tìm thấy một kho vũ khí. Điều đó rất tốt. Nhưng tác động của cuộc hành quân đối với vấn đề an ninh ở đô thành này, ông thấy thế nào? Dạ, tôi cũng đang nghĩ đến vấn đề đó. Để có thể diệt tận gốc bằng việc cầm ở đô thành, trong lúc chúng đang bị đánh vào căn cứ ở bên ngoài, tôi đề nghị đại tá để cho tôi làm mạnh tay hơn. Tôi không cần bắt hàng trăm người, mà tôi cần tên cầm đầu. Đại tá cứ để cho tôi được bắt giữ tất cả các tên tình nghi cỡ lớn. Mặc dù tôi biết việc này có thể đụng chạm tới nhiều nơi có thế lực. Trong số tình nghi này có F8 và Z20 không? Tôi muốn tạo ra bằng cớ khám nhà bí mật và hy vọng sẽ dán được tấm màn. Ai? Hãng Sương Đông Á. Tại sao ông Trần Phiệt chưa gọi điện thoại đến cho mình? Em cũng không rõ nữa anh à. Nghe đâu trên đó họ đã điều đình xong với vợ chồng Nguyễn Ngọc Liên về vụ mình nhường lại rừng thông cho họ rồi mà. Thôi, em ở nhà chờ nghe điện thoại giùm anh. Anh Sơn, sao lúc nào anh cũng tìm cách tránh em? Anh bận nhiều việc chuẩn bị cho. Em biết đó. Cho tôi gặp ông chủ hãng. Mời vào văn phòng. Xin mời. Chuyện gì vậy Quyền Trang? H3 báo chúng sẽ khám hãng Sơn Đông Á. Ngoài cứ có chỉ thị gì không? Chú Hai chỉ thị em phải chuyển ngay điện đài dự trữ đến Z1. Em đi nguy hiểm lắm. Nhưng mà việc này để anh lo. Anh Tư, anh là tất cả ở đây. Bây giờ phải làm gì? Chuyện gấp lắm rồi. Đây là những tấm hình mà chúng tôi thu thập được, có liên quan đến ngài đánh tòa đại sứ. Các ông có nhận xét gì không?
Thưa đại tá, khất thực ở tòa đại sứ là một điều rất khó hiểu, khó có thể chấp nhận được. Ok, đích thân ông sống phải tìm cho ra Nico này. Vâng. Lên hết. Sư nữ không? Vâng. Vậy thì phải đưa chúng tôi lên. Tất cả ngồi im. Tập trung lên sân. Mau lên. Đến chùa chiền mà cũng không được yên thân. Đúng là khổ nạn. Để tập trung. Lên. Lên hết. Lại lên. Cô ơi, con sợ quá à cô. Thank you.
chúng thinh siêu pháp giới, tiếc gì u ám tiếc dài dằng, dằng trần thân tình chứng thông. Đã biết chúng giam Quyền Trang ở đâu chưa? Dạ có, ở khám riêng của B42. Liệu việc này có liên quan gì đến chuyện Quyền Trang tới nhà mình không? À, chắc là có, nhưng... Nhưng sao em? Em cho là Quyền Trang chưa bị lộ. Sao? Có ba người nữa, cùng bị bắt một ngày với Quyền Trang, và cũng bị nhốt chung với nhau ở B42. Có chính xác không? Sao bữa nay anh lạ vậy? Anh xin lỗi, quả thật hôm nay anh cũng hơi... Đừng giận anh nghe. Như vậy là vấn đề đã sáng tỏ. Bây giờ chúng ta phải tạm nhận định như thế này: CIA phát hiện thấy tín hiệu điện đài từ khu vực chùa của Quyền Trang phát đi, nhưng chúng tìm không thấy và ra lệnh khám chùa để truy tìm F8 và Z20. Như vậy là nhận định của em về việc Quyền Trang chưa bị lộ là hoàn toàn có cơ sở. Đúng như vậy. Vậy thì chúng ta phải hành động gấp. Em hãy tìm cách báo cho Quyền Trang biết ngay để kịp đối phó, nhưng phải thông qua H3 nghe. Dạ. Thẩm Minh phải. Xin mời bà ngồi. Bà hãy cố nhớ lại xem, ngày 30 bà đi ngang tòa đại sứ Mỹ có việc gì? Tôi đã trả lời các ông rồi, tại sao các ông cứ hỏi đi hỏi lại mãi chuyện đó làm gì? Để làm gì à? Đó là việc của chúng tôi, xin bà vui lòng trả lời. Ông Ngọc, đã đến lúc ông có thể lên tiếng được rồi. Liệu người của chúng tôi có chụp nhầm ảnh của bà không? Người của các ông không chụp nhầm đâu. Chẳng lẽ đi khất thực phải đi qua tòa đại sứ sao? Tôi đi khất thực không để ý điều đó. Vậy là bà có đi tu thiệt? Đúng vậy. Bà có thể cho chúng tôi biết lý do đi tu thiệt của bà không? Xin lỗi, đó là chuyện riêng của tôi, không can dự gì đến công việc các ông. Pháp luật không buộc tôi phải trả lời về vấn đề này. Nhưng chúng tôi cứ muốn biết. Xin các ông cứ việc đi tìm. Đi tìm à?
Từ trước đến nay chưa hề có một ni cô nào để tóc. Bà hãy trả lời điều đó đi. Này bao giờ? Có chắc không? Đúng, chưa bao giờ. Mời cô về. Dạ. Thưa đại tá, tôi có mặt. Tôi hy vọng ở anh. Từ ngày trở về, anh đã nhiều lần chứng minh lòng trung thành của mình. Hãy cố gắng chứng minh một lần nữa đi. Tôi và đại tá Michael này đặt hoàn toàn tin tưởng ở anh. Tôi sẽ hết sức cố gắng. Tôi không nhận ra. Duy có đôi mắt tôi ngờ ngợ đã gặp ở cứ một lần trong lúc đang họp. Ngờ ngợ là sao? Nếu đúng thì bà ta là Quyền Trang, bồ ruột của Tư Chung, phó tư lệnh biệt động Sài Gòn, hiện đang ở nội thành. Vậy thì phải bằng mọi cách làm cho nó mở mồm. Em để súng dưới gối cho anh. Hồi nãy anh nhiều tóc bạc quá đó nghe. Xế chiều rồi còn gì. Ủa, nốt ruồi son. Kỳ này anh đang hên mà. Chưa bao giờ anh yêu em như lúc này. Ủa, ai vậy kìa? Để em xuống coi. Sao lâu vậy? Bấm chuông tiếp đi. Dạ chào bà. Chào ông, có chuyện gì vậy? Chúng tôi cần kiểm tra công tơ. Dạ, hôm nay mới đầu tháng mà ông. Nhà đèn chúng tôi cần kiểm tra gấp vì có sự cố. Dạ, xin mời vào. Cô ơi, công tơ điện dưới này kia mà. Chúng tôi đi kiểm tra toàn bộ hệ thống điện. Ủa, điện nhà tôi đâu có hư? Im ngay, bà cản công. Có chuyện gì vậy? Ai đó em? Ba Cẩn, bộ tư lệnh bắt mày về cứ. Giơ tay lên. Ngọc Lan, anh phải về cứ à? Anh biết anh có tội, nhưng mong em tha thứ cho anh. Anh đâu muốn vậy. Vì bọn Mỹ và an ninh thúc ép anh nhiều quá, buộc anh phải làm. Nhưng cũng chẳng nguy hại gì nhiều cho cách mạng em mà. Cấm đi, tên phản bội. Theo tao. Lan, em hiểu cho anh. Các em còn trẻ, còn đợi được đến ngày thắng lợi. Còn anh, anh đã xuống 3/4 cuộc đời rồi. Anh đã từng là đồng đội, là đồng chí của em và của Sáu Tâm. Ác nữa, Lan,
tha tội cho anh. Không được tiến lên nữa, tao báo. Cả đời anh, đây là lần sai lầm đầu tiên. Dù thế nào cũng là chuyện cũ của anh mà. Thấy trong người thế nào? Bình thường. Các nhân viên y tế đang phục vụ ở đây có điều gì đáng trách không? Tôi rất cảm ơn họ. Hôm nay chúng tôi đến đây thăm sức khỏe của bà và muốn thông báo với bà một tin quan trọng. Quan trọng à? Đối với tôi lúc này có lẽ không có chuyện gì đáng gọi là quan trọng cả. Kể cả bản án tử hình đối với bà cũng không quan trọng hay sao? Thay mặt chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, tôi chính thức thông báo cho bà được biết bà đã bị truy tố trước tòa án đặc biệt. Cơ quan an ninh đã có đủ hồ sơ tội trạng của bà. Việc xét xử sẽ tiến hành một ngày gần đây. Bà có ý kiến đề đạt gì không? Các ông định xét xử cái gì? Điều đó ra tòa bà sẽ rõ. Tôi e rằng các ông không có khả năng tổ chức một phiên tòa như vậy. Chúng tôi không có ý định mời bà cộng tác, cũng không hy vọng về những tin tức mà bà đã cung cấp. Tôi chỉ mong bà trả lời câu hỏi của chúng tôi, sau đó sẽ trả tự do cho bà. Sau đó là bao giờ? Có thể ngay ngày mai, tùy theo giá trị câu trả lời của bà. Để chứng minh điều tôi nói, xin bà hãy xem cái này thì bà sẽ rõ. Vậy thì ông hỏi đi. Tại sao bà đi tù? Câu hỏi của các ông còn thiếu một vế mà các ông đã giấu đi. Là tại sao bà lại hoàn tục ở ngay trong chùa? Có đúng các ông muốn hỏi như vậy không? Chắc các ông sẽ suy luận rằng cái gì đã khiến tôi cắt tóc đi tu thì chính cái đó đã khiến tôi để tóc dài hoàn tục. Nếu quả đúng như vậy thì các ông đã lầm. Tôi chưa hề cắt tóc đi tu và do đó tôi cũng chưa bao giờ hoàn tục. Trước nay tôi vẫn ở trong đời. Vậy là tôi đã trả lời xong câu hỏi của các ông. Còn cái lệnh tha này tôi không cần đến, bởi vì tôi biết trước nay chẳng bao giờ xây ai cho không ai cái gì. Em phải tìm gặp ngay H3. Có chuyện gì vậy? Việc bọn chúng khai thác quyền trang thất bại, thế nào chúng cũng sẽ giở trò. Em phải báo ngay cho quyền trang biết để kịp đối phó. Anh Tư nè, hãy giao cho tổ của K9 lập phương án giải thoát ngay cho quyền trang. H3 cho biết do không khai thác được, chúng sẽ tra tấn quyền trang. Em phải báo ngay cho đồng chí ấy biết nghe. Em đi nhé. Thế nào bà Huyền Trang, bà đã suy nghĩ kỹ chưa? Những điều các ông hỏi tôi đã trả lời hết. Bà còn thời gian để suy nghĩ. Bà đến hãng Sơn Đông Á liên lạc với ai? Tôi đã nói với các ông nhiều lần, tôi chưa từng biết hãng Sơn ấy ở đâu. Đưa đây. Ai đấy? Cô nhìn rõ chứ? Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 18 tháng 7, cô đến gặp ai ở hãng Sơn Đông Á? Với chứng cứ thế này, các ông muốn bắt ai, buộc tội ai mà chẳng được. Bữa đó tao đến sớm một chút là mày bị tóm rồi. Người Mỹ chúng tôi không bao giờ muốn đối xử thô bạo với phụ nữ, nhất là với người đẹp.
bắt đầu. Nhưng cô đã buộc tôi phải làm những điều tôi không muốn. Tôi cho cô một phút cuối cùng. Cô phải trả giá đắt trong vụ này. Z20 là ai? F8 là ai? H3 là ai? F8 là ai? Không biết. Z20 là ai? Nói! Không biết. Cô thường xuyên ra vào và quen biết những ai ở Hạng Sơn Đông Á? Tôi không quen ai ở đó. F8 là ai? Nói! Nói! H3 là ai? Nói! Không biết. Nói! Đem điện thoại ra đây cho anh. Dạ. H3 báo 3 giờ chiều nay bọn chúng khám Hãng Sơn Đông Á. Em đối phó ở nhà. Việc này để anh lo. Dạ. Chào ông. Có lệnh khám nhà. Xin mời ông. Tôi cần gặp ông Hoàng Sơn. Dạ thưa ông, nhà tôi đi công chuyện. Rất tiếc. Xin phép bà. Xin mời ông ngồi. Xin ông chờ chuẩn tướng chút xíu ạ. Vậy công việc chở nhựa thông từ Đà Lạt về Sài Gòn, thế là xong. À, còn thuế. Nếu chúng tôi trốn thuế được thì sao? À, thưa bà thì hãng chúng tôi sẽ trả bà bằng đô la. Hoặc là... À, mà thôi chắc nhà tôi ưng ngay thôi mà. Như vậy là chúng tôi đã chia đôi gia tài cho vợ chồng chủng tướng rồi đó. Tôi hy vọng rằng công việc của hãng sau này không bị mấy ông Việt Cộng và cảnh sát làm phiền. Ông Sơn về đón bà lại chơi đi. Để mai mốt chúng tôi còn làm ăn với nhau nữa chứ. Dạ. Để tôi về đón nhà tôi tới. À mà thôi, nhà tôi còn xe. Để tôi phone kêu nhà tôi tới. Thôi, ông Sơn để tôi. Tôi mời bà lại hay hơn.
Dạ. Tôi nghe đây. Ai đó? Dạ. Dạ, bà chờ chút xíu ạ. Ai vậy? Bà chứng tướng à? Mời bà. Bà chỉ được nhắn mời ông về gấp. Dạ. Alo. Dạ, tôi Ngọc Mai. Thưa bà, làm ơn cho tôi nói chuyện với ông Hoàng Sơn chút xíu ạ. Dạ. Dạ. Alo, Hoàng Sơn đây. Sao? Cảnh sát đang khám nhà mình à? Phá hết đồ đạc hả? Họ có trình giấy tờ gì không? Được. Được, anh về ngay. Lệnh thằng nào cho khám nhà ở Sơn Đông Á? Thằng nào không việc? Có thể thằng Sông ghen ăn với tụi mình. Thằng Sông? Dạ. Chắc đại tá Mai Kênh bật đèn xanh cho hắn. Lâu nay, từ bữa tôi và ông Sơn làm ăn vụ thông Đà Lạt, hắn vẫn có ý hầm hè. Ông Sơn, ông hãy bình tĩnh. Dạ, xin cảm ơn tấm lòng bằng hữu của trưởng tướng. Bây giờ cho phép tôi được về để xem tình hình ra sao. Còn công việc làm ăn của chúng ta có lẽ mai mốt bàn tiếp vậy. Thằng Sông, thằng Sông mà dám vuốt mặt không nể mũi như vậy à? Trung Quý Khen đâu? Có. Đem xe ra cho tao. Dạ thưa chuẩn tướng, đi xe nào ạ? Mày đi với tao, chiếc Mercedes. Đó. Thưa đại tá, Hoàng Sơn đã về à? Giữ ngay. Dạ. Nhưng có cả chuẩn tướng cùng đi à? Chuẩn tướng à? Dạ. Kính chào chuẩn tướng tổng giám đốc. Việc làm của ông, nếu người khác nhúng tay vào, ông nghĩ sao? Dạ thưa, đây là lệnh trên, đã được đại tá Mai Kênh chấp thuận. Lệnh trên đã thông qua tôi chưa? Ông phải biết rằng ngành an ninh của Việt Nam Cộng Hòa này ai là trên? Ông Sông, ngày trước ông là Việt Minh rồi ông theo người Pháp. Bây giờ ở ngành an ninh của Việt Nam Cộng Hòa, ông không nên vượt quá chức phận của mình. Ông nhớ điều đó để khỏi buộc tôi phải nói chuyện với ông. Dạ, chuẩn tướng bỏ lỗi cho. Tôi nguyện suốt đời phục vụ quốc gia. Quyền Trang nguy mất. Sao? Chúng đã đánh dữ quá. Ai báo tin cho em biết vậy? H3. H3 còn cho biết thêm gì nữa không? Có thể chúng sẽ đưa Quyền Trang đi bệnh viện. Bệnh viện nào? Dạ thưa chưa rõ. Anh Tư à. Sao em? Phải tìm cách cứu ngay Quyền Trang. Chúng nó canh giữ Quyền Trang bằng 3 dòng bảo vệ là do chính bọn Mỹ chỉ huy. Làm cách nào bây giờ em? Hay là... Sao? Phương án này được không anh? Hay lắm. Kế của em hay lắm. Nhưng phải có phương án khác nữa. H3 nghe anh.
em cùng với K9 tổ chức bắt cọc đeo. Dạ. Còn H3 báo cho đồng chí ấy thực hiện một kế hoạch đặc biệt. Rõ. Bộ tư lệnh chỉ thị cho chúng ta phải bắt sống cho bằng được một tên Mỹ. Điều đó không khó. Ngay ngày mai, đội của tôi sẽ cung cấp cho bộ tư lệnh 2 tên. Bộ tư lệnh chỉ cần 1 tên, nhưng phải là 1 tên chỉ huy đầu sỏ. Thằng nào vậy? Cọt đeo. Cọt đeo à? Trung tá Cọt đeo, chỉ huy phòng tình báo CIA. Đồng chí có biết hắn không? Dạ, chưa biết. Đây, hắn đây. Có gấp lắm không? Càng sớm càng tốt. Nhưng chúng tôi chưa nắm được tung tích của nó. Bộ tư lệnh đã chuẩn bị phương án tác chiến rồi. Đồng chí chú ý nghe cho kỹ. Cho tôi mượn bộ đồ tắm của cô. Để làm gì? Tôi có công việc rất cần. Không được. Chúng tôi cần lắm, không thể nói được. Mong cô thông cảm cho. Em cố giúp chị. Chào cô. Chào ông. Rất hân hạnh được làm quen với cô. Cô là một vận động viên lướt ván đẹp về mọi mặt. Ông quá khen đấy. Xin phép được đưa cô đi chơi trên sông Sài Gòn. Xin sẵn lòng.
Alo, Michael nghe đấy. Alo, xin chào Michael. Xin lỗi bà, cho tôi biết tôi đang hân hạnh được nói chuyện với ai. Xin ông nghe đi. Tôi được ủy nhiệm của Bộ Tư lệnh Biệt động Sài Gòn báo tin cho ông biết. Sao? Ai? Xin bà nhắc lại. Đại tá Cordell hiện đang nằm trong sự quản lý của chúng tôi. Đại tá nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm ông và tin ông biết đại tá vẫn khỏe mạnh bình thường. Xin bà cho biết Biệt động Sài Gòn cần gì ở chúng tôi? Chưa đoán được hay sao? Chúng tôi cần chính điều các ông cần. Đúng như thế. Chúng tôi buộc phải lưu giữ đại tá Cordell chính vì chuyện đi siêu huyền trang. Xin lỗi bà, chờ tôi một phút. Alo, tôi nghe đây. Xin lỗi, ai đầu dây? Michael đây. À, chuyện gì đó đại tá? Ông tìm ngay số điện thoại của người đang nói chuyện với tôi và bắt giữ bằng được. Dạ, tôi... Làm ngay, tôi không thể nói nhiều được. Dạ. Alo, cho tôi phòng kiểm tra điện thoại. Nghe đây, tìm gấp chỗ đang gọi điện thoại cho số 95870 và báo cho tôi biết ngay. À, alo, xin lỗi ông, tôi không có nhiều thời gian. Vấn đề có thể được giải quyết vắn tắt như thế này. Nếu Huyền Trang được trao trả chúng tôi thì đại tá Cordell của các ông sẽ trở về. Nếu ông có đủ thẩm quyền quyết định vấn đề này thì thể thức trao trả sẽ quy định như sau. Đúng 12 giờ trưa ngày thứ bảy tuần này, hai bên sẽ tiến hành trao đổi. Địa điểm cho chúng tôi chọn, còn người trung gian sẽ bàn sau. Phải ngừng mọi hoạt động quân sự ở vùng này trong 24 giờ kể từ 0 giờ ngày hôm đó. Bất cứ sự vi phạm nào dù nhỏ cũng coi như lời tuyên bố bị hủy bỏ. Alo, tôi nghe rõ. Về việc này, tôi xin cảm ơn sự thiện chí của bà. Và chúng tôi xin thực thi nghiêm chỉnh mọi điều kiện của cuộc trao đổi. Lẽ dĩ nhiên chúng tôi còn hiểu rằng đại tá Cordell, ngoài chức vụ hiện tại, còn là người con trai duy nhất của nhà tỷ phú Philip Cordell, cầm đầu tổ hợp công nghiệp chế tạo máy bay quân sự lớn của nước Mỹ. Thôi, xin chào ông. Alo, chiếc xe qua đà bàn, chiếc xe qua đà bàn. Lên, nghe rõ trả lời. Lên, chiếc xe đang bao giây? Alo, thưa bà, trước khi trao đổi, bà có thể gọi điện cho tôi với số điện này bất kỳ lúc nào. Alo, 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 xin bà đừng cúp máy. Mời cô theo chúng tôi. Đi. Tôi có tội gì? Đưa nó đi, đè lên. Đi. Đi. Chuyện bất trắc xảy ra. Thank you.
không biết người điền chủ có thực hành đúng điều thỏa thuận với ta hay không. Dạ đúng chứ anh hai, vì toàn khu đồng điền của ông đều nằm trong phạm vi kiểm soát của ta mà. Xin chào nhà điền chủ, rất hân hạnh gặp ông. Ông đã gặp đại tá Cordell chưa? Ông an tâm, đại tá Cordell vẫn khỏe mạnh bình thường. Hiện ông ta ở đâu? Đại tá Cordell sẽ được trao trả đúng như quy ước của hai bên đã thỏa thuận. Bây giờ cho tôi được phép kiểm tra người của phía bên kia. Xin mời. O đen, cho phụng hoàng cất cánh nghe rõ trả lời. Thưa đại tá, sao lại như vậy? Đó là quy luật của chiến tranh, mong ông thông cảm. Không được. Sao lâu quá không thấy tín hiệu gì trao đổi? Coi chừng nha. Theo quy ước, khu vực này không có hoạt động quân sự của cả hai phía. Tại sao lại có trực thăng? Cúi xuống. Đưa nó về đường hầm số 3. Dạ. Tất cả thực hiện phương án 2. Rõ. Xin ông hiểu cho, cuộc trao đổi hôm nay cũng chỉ là một trận đánh. Không được. Không được. Tôi phản đối hành động của các ông. Đi làm như vậy, các ông biết tôi và cả đồn điền cao su của chúng tôi là con tin của họ. Các ông ngây thơ lắm. Các ông tưởng có thể dùng trực thăng đánh lúc họ được à? Không đâu, họ không dễ bị lừa như vậy đâu. Chiều nay có đăng tin Quyền Trang, chúng chấp nhận ngoài điều kiện trao đổi. Ở một nhắn tin, ni sư Quyền Trang bị đau nặng, xin mời thân nhân đến gấp. Giáo sư Michael không tin chúng nó được, phải có phương án khác thôi anh à. Báo cho ca chính gặp anh gấp nghe. Dạ.